Xin chào anh em. Em biết rằng nhiều anh em có tướng tủ riêng của mình và thích tướng tủ của anh em luôn nổi bật, luôn trở thành hot pick càng tốt. Sau khi Ad đăng clip tăng giảm sức mạnh ở các vị tướng thì anh em rất là nhiều comment rằng rát mạnh sao không giảm, cứ đi giảm Laurel hay là các vị tướng ít người chơi. Rồi sao tăng các vị tướng này không giảm bên kia. Thực sự đây là các điều mong muốn, mong mỏi của một bộ phận người chơi muốn nhà phát hành thực hiện. Nhưng đó là anh em muốn, nhưng nhà phát hành không có muốn nha. Và anh em thích như thế nào thì nhà phát hành cứ thích làm ngược lại cơ. Vậy ai đúng ai sai? Và có thật các vị tướng đó cần tăng giảm hoặc là cần hiệu chỉnh không? Và sức mạnh của vị tướng đó ở mùa 15 hiện tại ra sao? Quét tìm hiểu trong clip này nhá, để ta có thêm lời giải. Bởi đôi lúc một sự yêu sách của anh em, một số bộ phận game thủ đấy ạ, chưa chắc đã hợp lý đâu. Nào, bắt đầu tìm hiểu ngay. Thứ nhất, Guido. Đầu game anh em nhớ check bụi cỏ và xem là kẻ địch có định cưa bùa không nhá. Ngay cấp độ 1 đấy ạ, Guido đã có thể ép đường cực mạnh với dìu chiến lực. Trước này kết hợp với cơ nội tại dấu ấn 22 đấy ạ, giúp anh em thể trao đổi thức cực kỳ mạnh. Cố gắng farm nhanh, đào ra mid gây áp lực. Chứ đừng có farm xong, đứng chờ đợi tân lính tiếp theo nhá. Có cơ hội đấy ạ, anh em cùng team cướp rừng ngay. Về tầm giữa game, nhẹ cho anh em farm. Sau khi farm xong đấy ạ, đảo đường. Nếu mà kẻ địch đảo đường cho anh em đấy ạ, thì anh em không cần phải tham gia tranh. Nếu cần, anh em cứ đợi kẻ địch trở về đấy ạ, chúng ta chặn ngay. Sẽ hiệu quả và gây bất ngờ cho đối phương. Anh em có thể combo từ phía sau hoặc là vận dụng tốc biến ủi mục tiêu về phía trụ của mình để tiêu diệt một cách dễ dàng hơn. Về tầm cuối game đấy ạ, cho pha tranh, anh em nên lựa chọn mục tiêu thích hợp chuẩn xác để vận dụng kỹ năng này. Kèo lỡ ủn em tanker kẻ địch về phía team mình là chết. Lưu ý khi đi đường đấy ạ, cố gắng ủn đối thủ vào các vị trí an toàn hoặc là bảo kê đồng đội nhá. Không lên quá nhiều đồ sát thương, video sẽ khá mỏng manh và dễ dàng bị hạ gục cho tình huống lao vào quỷ áo tranh nhé. Vì vậy anh em cần phải cân nhắc lên đồ sao cho phù hợp. Đặc biệt cái lối semi đã cực kỳ phù hợp vị tướng này. Kích hoạt chúc cuối, vận chiêu, thả chúc cuối và để khống chế kẻ địch, hất tung các kiểu. Và nhớ rằng chúc cuối chúng ta bây giờ đã không thể bị phá chiêu, giả tuyệt vời lúc nào. Nên anh em thể vận dụng chúc cuối để khéo góc tấn công kẻ địch vô cùng dễ dàng với vị tướng video này. Chúng ta sử dụng hiệu đấu khí hoặc là du hiệp, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Video là vị tướng quân đội tại hồi sinh nhưng lại hơi bị tào lao khi đánh hội đồng hoặc là băng trụ nhá, nếu không đồng đội cạnh bên. Và tướng hơi nửa vời một chút, vừa đi solo đường vừa đi trợ thủ, không quá nổi trội ở bất kỳ vị trí nào quá nhiều. Thì anh em muốn là có trang phục trong video và hãy gọi video mạnh và mong cho video hãy mạnh ở một vị trí thôi, như là tanker hoặc là đấu sĩ. Và một chút anh em cần phải nhớ rằng các bạn sử dụng chiêu 1 đấy ạ của video thì các bạn hãy cố gắng tận dụng chiêu 1 xong, nhớ giữ lại để ta có thể vận dụng 2 lần chiêu 1 nhé. Và nhớ là trong các lần chúng ta vận dụng chiêu 1 đấy ạ, chúng ta nhớ giữ lại các khoảng cách 3 lần chiêu 1 mà anh em giữ lại dùng 2 lần trước, sau đó để lại lần 3, đợi hồi chiêu 1 chúng ta dùng lần 3 tiếp và liên tục vận dụng chiêu 1 liên tục để bạn thì tận dụng cái nội tại gây sát thương xung quanh ở chiêu cuối nhé. Đó là điểm lợi hại mà tướng video chúng ta có và các bạn cần phải cẩn thận. Thứ hai, Rat. Ở giai đoạn đầu game đấy, bạn cố gắng dọn dẹp tính thật là nhanh hoặc là ưu tiên cấu điểm mid kẻ địch, cố gắng di chuyển các vị trí còn lại để có thể gank sớm nhá, gây sức ép lên đội hình kẻ địch. Nhưng mà trong trường hợp không có tầm nhìn tốt này và phải chịu sức ép từ nhiều kẻ địch ở đầu game đấy, thì bạn chỉ cần tập trung vào việc đó chính là farm trước và cấu điểm kẻ địch, di chuyển thấp ở các bụi cỏ ven sông để lấy tầm nhìn trong đội nhá. Thường xuyên vận dụng chiêu 2 để check bụi kiểm tra xem kẻ địch có đường dẹp ở đây hay không. Về tầm giữa game đã là giai đoạn mà Rat tăng tiến sức mạnh rất nhanh. Hãy thường xuyên di chuyển đảo đường và thực hiện các pha combo chuẩn xác để có thể hạ gục ngay chủ lực kẻ địch. Về dạng cuối game đã, tùy vào tình hình đối phương mà bạn có thể lựa chọn lối chơi, cấu để tầm xa hoặc là mở tranh, tạo đột biến với bộ combo của mình. Với cái nội tại, Rat có thể thực hiện các đòn đánh thường để có thể di chuyển qua vượt địa hình. Ngoài ra, trong quá trình đi đường đã, anh em có thể cấu để máu đối phương và cách vận dụng đòn đánh thường vào lính để có thể rút ngắn tầm cách với đối thủ. Sau đó vận dụng chiêu 1 để tiếp cận hất tung. Chiêu 2 lạng lách rồi đấm chiêu cuối các kiểu. Ngoài những combo cơ bản đấy thì anh em nên nhớ rằng combo nâng cao khi kết hợp với tốc biến để gây bất ngờ hoặc là các tình huống băng trụ ảo diệu. Combo của Rat khi mà sốc kẻ địch là một combo liên hoàn kiếm nha anh em, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Chúng ta cần phải vận dụng combo thức ở các góc độ và các vị trí phù hợp để có thể đẩy lùi kẻ địch về trụ hoặc là về phía các đồng đội của mình nhé. Tuyệt đối không vận dụng chiêu cuối hoặc là nội tại bẫy bạn, bởi các bạn mà vận dụng chiêu cuối không đủ thương đấy ạ, sẽ vô tình cứu kẻ địch thoát khỏi đường đội bạn hoặc là các cú nội tại đấm kẻ địch đi xa khỏi tầm đội bạn nhé. Chúng ta sử dụng hiệu thần quang hoặc là chuyển sinh, nâng max chiêu 2 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ thúc biến. Với chất tướng và tần suất xuất hiện nhiều ở bậc rank đấy ạ, anh em hầu như là ai cũng nói tại sao chưa giảm sức mạnh của Rat. Theo S thì chắc là không giảm thêm đâu anh em ạ, vì vừa rồi mới giảm được thương mà, đòi giảm thì lắm vậy. Mặc dù tỷ lệ pick cao nhưng tỷ thắng của vị tướng này lại không quá cao vì chất tướng đòi hỏi kỹ năng định hướng các kiểu.
Nên ai mà tập thành thạo đấy ạ, đeo đang cực kỳ nhanh với đát và cực mạnh. Còn ai mà lười tập đấy ạ, thì đành cây ATM cho kẻ địch và rất phế đấy. Thứ ba, Elsu là vị tướng kiểm soát tầm nhìn tốt nên đầu game đấy ạ, anh em cứ ra mid cấu rỉa trước, cấu máu chiêu hay, thằng nào gặp đấy ạ bắn thường luôn. Kiểu như Alice đi trích bụi chẳng hạn, ăn vài phát đạn là gì mất tung biến lắm, hồi máu kiểu. Đoạn tay của Elsu rất lực, anh em cần biết điều đó nhá. Có biện pháp nhanh cho anh em chính là đứng gần lính và bước chiêu hay, cực kỳ đơn giản lúc nào. Là vị tướng dọn lính nhanh nếu bạn thể kết hợp tốt, và cũng nhờ tốc độ di chuyển hơn hẳn các vị tướng xạ thủ khác kia, bạn ẩn thân gần địa hình đấy ạ, nên cố gắng đảo đường liên tục bằng cách đi gần tường để chạy nhanh hơn và tấn công kẻ địch bất ngờ. Điểm lợi nhất của team ở dạng đầu game này đó chính là có Elsu mang lại các tình huống cấu rỉa cũng như là tầm nhìn tốt, giúp trợ thủ đỡ phải check di chuyển nhiều. Anh em cứ để mắt ở các bụi gần mid và hang rồng đi, giúp mid an toàn và kiểm soát tầm nhìn tốt cùng đội. Đôi lúc đấy ạ, kẻ địch không biết là Elsu có để mắt ở đấy, lại còn kêu chát là hack, chết nào. Nguyên tắc chơi tranh của anh em chính là cố gắng tích trước 3 phát đạn chiêu hay và có thể vận dụng 1 đến 2 viên để cấu rỉa trước và để dành 1 viên nhá. Có thể là khi kẻ địch bỏ chạy đấy ạ, chúng ta vận dụng để ngắm, vuốt và hạ kẻ địch ngay. Còn nếu anh em lên xuyên giáp sớm và cộng thêm đôi giày tốc đánh thì đam không hề nhỏ đâu. Giữ lại 1 viên đạn nếu kẻ địch tháo chạy đấy ạ, hạ gục ngay. Sử dụng chiêu cuối là một tốc biến thứ hai vì tin địch có theo nát bắn làm chậm đấy ạ, như Alice, nên anh em cần phải đề phòng tránh bị sờ người nhá. Về tầm cuối game, dù xanh kiểu gì đấy thì anh em vẫn phải giữ vị trí để thể bắn tay, tránh tình trạng là team đánh nhau mà anh em đứng ngắm là chết dở, dễ bị ăn chướm nhá. Chúng ta sử dụng phiêu chuyển sinh hoặc là ma chú thánh thuấn, nâng max chiêu hay và cài máu thấp nhất phép bổ trợ tốc biến. Rõ ràng với chất tướng thì khỏi bàn rồi, như là Ellie từng nói rằng thích chơi Elsu nhất vì cái bài này đòi hỏi kỹ năng cao, nên anh em đi đánh đấy, hầu như Elsu là phải thông thạo S trở lên may ra mới được chơi, kiểu sợ team mình đấy rồi đứng chỉ có ngắm với đạn thì chết dở, team địch nó rỉa cho toàn game. Thực ra để có thể phát huy được sức mạnh đấy, hiện tại đúng là cần yêu cầu người chơi Elsu phải có kỹ năng cao, không chỉ là nhắm bắn mà phải phán đoán tình huống, di chuyển và bắn tay thật nhiều. Nhưng để nói tăng hay là giảm sức mạnh đấy thì hầu như là không có sự thay đổi tăng nhiều đâu anh em ạ. Tại vì Elsu đấy, thứ anh em quan tâm của Elsu không phải là nó mạnh hay nó yếu hay là nó cần tăng hay là cần giảm sức mạnh, mà cái nhiều anh em quan tâm nhất là Elsu và team địch đấy thì nó quá ghê, mà Elsu và team mình đấy nó quá tệ. Điều đó hình thành sự bài xích của vị tướng này. Thứ tư, Laurel. Khác với các vị tướng đi mid khác ở đầu game đấy, chỉ lướt được một cái rồi farm chậm hơn một chút, thời gian hồi lâu nên có thể dễ bắt gank, nên các bạn khi farm đầu game đấy nhớ cẩn thận nhá, kẻo bị trợ thủ kẻ địch hay là mid kẻ địch hỏi thăm rất nhiều. Laurel con tướng có nhiều giai đoạn chơi, lối chơi các giai đoạn đều có sự khác nhau, anh em nên ưu tiên đánh thủ trước để phản gank đào gank lúc cần, hạn chế bị rỉa máu khi đi đường nhá. Đào gank đấy cố gắng đi cùng trợ thủ hoặc là rừng sẽ có hiệu quả cao hơn. Về tầm giữa game đó, khi chúng ta có một vài món trang bị như là giày rồi mặt nạ thì anh em đã cứng hơn nhiều rồi, liên tục cấu rỉa kẻ địch nó mất cảnh giác đấy là anh em bật chiêu cuối quẩy ngay, ăn mạng được càng tốt, còn không đấy cũng khiến kẻ địch mất máu và phải về hồi phục rồi hay là hồi sinh. Khi đó chúng ta có khoảng trống để di chuyển, team mình bớt bị áp lực hơn, có lợi thế đấy, cùng rừng và cướp rừng liên tục, có bùa xanh quẩy thì tuyệt vời. Tích cực cùng đồng đội băng trụ khép góc không cho kẻ địch thủ trụ nhá, cố gắng đạt 40% một chiêu sớm để có thể gây ra lượng sát thương và vận dụng chiêu thức tốt nhất, đặc biệt là chiêu hay để tránh sát thương và tức không cần thiết nhé. Khi anh em đầy đủ hồi chiêu đấy cũng như một vài món trang bị căn bản như là cầu băng xương thì nên tính toán khả năng chống chịu cũng như lượng sát thương để có thể sẵn sàng trong tình huống bay nhảy hoặc là băng trụ nhé. Về tầm cuối game, anh em di chuyển team để team thể ép trụ ép đường tránh đi lẻ. Chúng ta dùng phiêu ma tính nâng mắt chiêu 1 và cài máu thấp nhất phép bổ trợ thanh tẩy khi làm khống chế hoặc là tốc biến tốc hành nhé. Laurel rõ ràng là con tướng cần đồ và được nhiều anh em ưa chuộng. Đây là con tướng không có nhiều anti fan và đương nhiên rồi, ai cũng muốn Laurel tăng sức mạnh cả. Mấy lần Laurel bị giảm sức mạnh đấy là anh em than lên than xuống, giảm non gì, nó chưa đủ yếu hay sao? Nhưng theo S, Laurel không yếu đâu. Chất tướng lết thì đầu game có tăng thì phải tăng ít thôi, chứ tăng mạnh quá đấy mất cân bằng. Bây giờ anh em đòi đầu game Laurel quẩy ầm ầm đấy gánh mạnh thì ai đánh lại nó đúng không nào? Đây là game 50-50 chứ không phải là bản đồ 1-1 đâu nhá. Chỉ cần chọn Laurel hợp đội hình khi kẻ địch làm đấu sĩ tanker đấy thì quẩy thoải mái anh em ơi. Thứ năm, Sephiroth. Đầu game anh em mở chiêu một trước, ra mid núp bụi cấu rỉa tận dụng nội tại đấy, tung chiêu đánh thường gây lượng sát thương tốt nhất. Mấy con mid thiếu hoạt động đấy gặp lại toang ngay, đặc biệt là Illumia. Trích bùa nếu thuận lợi, địch không ganh bùa đấy, tranh thủ cướp rừng thôi anh em, ăn xong té luôn nha anh em. Tránh kiểu nhiều anh em cướp bùa xong đấy, ham đánh với con quái con là chết oan, bọn nó về thủ đấy. Đó là con tướng khỏe đầu game nên anh em cố gắng liên tục ra mid cấu rỉa, dọn lính nhanh giúp mid có khả năng đảo gank tốt hơn, ép đường sớm để lấy lợi thế nhá. Điểm mấu chốt là anh em cài đặt mặt thứ nhất cho S nhé,
tránh trường hợp nó hiểu tanker chết dở. Tận dụng chiêu hay để mở ganh nhờ khả năng làm choáng từ xa. Sau đó anh em bấm luôn chiêu 1 làm chậm và tấn công đánh thường nhé, gây được sát thương và khống chế liên tục. Lại vị tướng dạng hộ công, tức là gây đam sức tim, kiểu như là pháp sư thứ hai đó anh em. Nên anh em ưu tiên vẫn là giữ vị trí cấu rỉa chứ đừng ham quá lao lên. Anh em chỉ nên vận dụng chiêu cuối để hồi máu cho bản thân hoặc là team, hay là các pha ao địch thì cần thiết. Nếu có cơ hội ăn mạng đấy ạ, chúng ta mới lao lên nhá. Tính ra chiêu cuối hồi khá lâu nên là anh em cần phải tính toán mỗi khi sử dụng. Cố gắng đảo ganh liên tục, kết hợp choáng với combo hất tung của Dash, Lictor các kiểu, sẵn sàng băng trụ khi cần thiết nhá. Sephiroth là con tướng dí bám đuổi rất khỏe, kiểu chỉ cần dính chiêu là làm chậm, nên anh em cố gắng tận dụng để truy đuổi, truy kích kẻ địch nhá. Sự thật là Sephiroth đánh thế công rất mạnh, nên anh em liên tục gây áp lực lên đường cũng như dừng kẻ địch. Nổi tiếng khả năng đổi năng lượng lên máu đấy ạ, nên khi bạn có bùa xanh hoặc là nhiều năng lượng thì máu là không phải lo anh em ạ, cứ búp 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 và búp thôi. Đặc biệt là các tình huống băng trụ đấy ạ, chiêu cuối rất quan trọng, thứ búp trường đội khép gấp và gây sát thương lên kẻ địch. Chúng ta dùng phi hiệu ma chú hoặc là thần quang, S ưu tiên dùng ma chú hơn. Và đương nhiên rồi, du hiệp là một sự chọn không tệ cho anh em. Nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, phép bổ trợ thông hành. Là một vị tướng nhiều anh em mong chờ và muốn được tăng sức mạnh để đi mid bá trở lại. Nhưng sự thật thì đa số hiện tại ta cầm đi trợ thủ là nhiều, vì mid giờ đấy ạ, cần các vị tướng áp lực hơn. Sephiroth đi trợ thủ đấy ạ, kết hợp các vị tướng nhà Lindis, Vedet hay là các vị tướng pháp sư mạnh đầu như Ignis, Rath và nhiều vị tướng khác, sẽ tạo nên các pha tấn công và cấu rỉa bá đạo. Nên là cứ khi nào chơi Sephiroth đấy ạ, ăn được cả đống mạng là không lạ nhá. Đây là con bài gần giống Lictor, đi trợ thủ ăn mạng và gánh đội không hề khó. Trên đây là các vị tướng, anh em thấy đó, nhiều anh em mong muốn tăng con này giảm con kia, ví dụ như là tăng lao đi, giảm lát đi ad ơi các kiểu. Nhưng mà anh em ơi, nhà thành họ có tính toán cả mà, con nào bá quá là phải giảm xuống một chút. Ví dụ như Laurel đi, tại sao lại giảm các trang bị của Laurel? Tại vì bản này Laurel có được lợi mà anh em, không giảm chết dở. Hay kể cả Rath đi, tại sao chỉ có giảm một chút sát thương các kiểu của Rath? Thì đương nhiên rồi, mạnh quá giảm thương được rồi, mấy ông còn đòi hỏi giảm nhiều quá. Thế thì ai chơi ạ? Thế thì ai dùng ạ? Đúng nào? Vị tướng nào đều đặc điểm riêng, chỉ cần các bạn có thể phối kết hợp với team và chơi đúng để mà khắc chế kẻ địch thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Không khó nha anh em, hãy xem clip của Ad, đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Anh em có nội dung mới thì hãy comment ngay dưới video đi. Xin chào và lại anh em ở trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.